Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thực phẩm nào giúp phát triển trí tuệ? Tại sao loài người khôn hơn loài vật? Tại sao con người có thể trở thành thánh? Đó là con người biết sống thuận với thiên nhiên. Thiên nhiên vốn dĩ quân bình, mọi vật hiện tượng vốn dĩ quân bình. Vậy thì thức ăn con người cũng phải quân bình. Con người biết sử dụng thức ăn quân bình là con người một phần biết sống thuận với thiên nhiên. Hiểu điều đó, tiên sinh Osawa đã lập ra trục âm dương thức ăn nhằm giúp mọi người chọn thức ăn đúng cho mình. Nhờ đó chúng ta hiểu được tại sao con người có trí tuệ trong khi đó con vật thì không có. Trục âm dương thức ăn đi từ dương sang âm, tạm quy ước là từ trái sang phải. Chính giữa là hạt cốc là thực phẩm quân bình. Theo trục này, về bên phải, đậu âm hơn hạt cốc, rau củ âm hơn đậu, trong biển âm hơn, sữa âm hơn trong biển, trái cây âm hơn sữa, đường âm hơn trái cây, rượu bia âm hơn đường. Về bên trái, cá dương hơn hạt cốc nhưng lại âm hơn thịt, trứng thì dương hơn thịt nhưng trứng âm hơn tương tamari, muối dương hơn tamari. Nhìn vào trục âm thức ăn, chúng ta nhận thấy ba quy luật sau. Quy luật 1, loài người ăn thực phẩm quân bình, gạo lứt hoặc hạt cốc, trong khi đó loài vật ăn thực phẩm mất quân bình hoặc thực phẩm thiên về dương hoặc thiên về âm. Bên trái đồ thị thực phẩm dương hơn và dành cho loài ăn thịt cá. Bên phải thực phẩm âm hơn, dành cho loài ăn cỏ lá. Quy luật 2, loài người ăn thực phẩm quân bình nên loài người phát triển được trí tuệ, trong khi đó loài vật ăn thực phẩm mất quân bình nên không thể phát triển được trí tuệ của mình. Đơn cử cho loài ăn thực phẩm âm ở phía bên phải là loài bò. Ai cũng biết cả cuộc đời thì con bò chỉ ăn cỏ, có nghĩa là ăn thuần thực vật. Thậm chí khi còn trong bụng mẹ, con bò cũng ăn cỏ. Nếu nói ăn thuần thực vật mà khai mở trí tuệ mà thành thánh, thì con bò đã khôn hơn chúng ta và thành thánh hết rồi. Ông có đặc tính tỉnh nên con bò có đặc hiền, nhưng trí tuệ rất thấp. Có thể nói là không có trí tuệ, cũng vậy con cọp ăn thịt, thực phẩm dương, dương có tính động nên rất hung dữ và trí tuệ cũng rất thấp. Quy luật 3, ăn càng tiềm cận với thực phẩm quân bình thì trí tuệ càng phát triển cao hơn, ăn càng xa thực phẩm quân bình thì trí tuệ càng kém. Đây là điều chúng ta hết sức lưu ý để chúng ta chọn sử dụng những thực phẩm quân bình hoặc làm sao cho nó quân bình để chúng ta phát triển trí tuệ tốt nhất. Phát hiện tuyệt vời là con người biết sử dụng muối và lửa, hai yếu tố thịnh dương, nhằm làm quân bình các món ăn để có lợi cho sức khỏe và cho sự phát triển trí tuệ. Điều này góp phần làm phong phú các món ăn cho chúng ta, thỏa mãn khẩu vị của nhiều người. Ví dụ các món rau củ thuộc âm nên phải nấu chín, không những nấu chín mà còn nêm thêm muối để dương hóa chúng và đưa về quân bình. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn luôn ăn thức ăn nấu chín mà không nên ăn những thức ăn còn sống. Có điều hơi buồn là hiện tại con người ứng dụng phát hiện này chưa triệt để, nên tạo nhiều thức ăn không tốt cho thực khách. Qua những nhìn nhận trên, chúng ta thấy gạo lứt đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển trí tuệ, vì gạo lứt là một loại hạt cốc, thực phẩm quân bình. May mắn thay, Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất lúa gạo nhiều nhất trên thế giới. Người Việt mình phải biết tận hưởng những điều thiên nhiên ưu đãi này, sử dụng gạo lứt làm thức ăn chính để thân được khỏe, tâm được yên bình và trí tuệ được phát triển. Thank you.